Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã ngăn chặn tương đối hiệu quả các quả bom dẫn đường thông minh của Ukraine tấn công vào mục tiêu đã định. Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường sử dụng bom GLS-DB do Mỹ cung cấp nhằm mục tiêu làm gián đoạn tuyến hậu cần và điểm tập kết của Nga chi viện cho tiền tuyến. Đây cũng là nỗ lực ăn miếng trả miếng của Ukraine trước Nga khi Moscow đã liên tục chút các quả bom thông minh chứa hàng trăm km thuốc nổ xuống mục tiêu của Kiev, gây ra thiệt hại nghiêm trọng Bom GLSDB là một loại bom đường kính nhỏ được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ và xã của Thụy Điển. Được mệnh danh là một vũ khí lai, bom GLSDB được tạo nên từ một sự kết hợp độc đáo giữa bom truyền thống và pháo phản lực phóng loạt. Dù là bom nhưng GLDRS được phóng đi từ mặt đất, cụ thể là từ hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS hoặc pháo tự hành M270 và các biến thể. Tầm bắn của bom lên tới 160 km. Ukraine kỳ vọng. GLDRS có thể giúp họ tấn công chọc sâu vào các mục tiêu của Nga phía sau tiền tuyến để có thể đáp trả bom thông minh của Nga, tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Hệ thống định vị trên GLDRS đã trở thành mục tiêu cho thiết bị gây nhiễu của Nga trong thời gian qua. Dù nhà thầu Boeing tuyên bố GLDRS có thể đối phó với một số thiết bị tác chiến điện tử nhất định, nhưng theo nguồn tin, hãng này có thể mất nhiều tháng để cải tạo và nâng cấp vũ khí nhằm đối phó với Nga. Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra năng lượng lớn vào một khu vực lấn át tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cung cấp cho Kiev. Ukraine đã sử dụng bom GLSDB từ đầu năm nay, nhưng giới chuyên gia nhận định vũ khí này không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tom Caraco, chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, việc cây nhiễu trên chiến trường ở Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Bom GLSDB không phải là nạn nhân đầu tiên của tác chiến điện tử Nga. Đạn pháo Excalibur, rocket HIMARS, bom thông minh Zidam của Mỹ trong thời gian qua đã ghi nhận tình trạng bay chạy hướng, dù chúng được xem là vũ khí khá chính xác. Theo Telegraph, dọc gần như toàn bộ trên tuyến, một bức tường xung điện từ vô hình giờ trải dài như một tấm khiên che chắn cho lực lượng Nga. Một mạng lưới tín hiệu vô tuyến, hồng ngoại và đa đa phức tạp được phóng lên bầu trời trên chiến trường, mang lại cho lực lượng Nga sự bảo vệ chưa từng có ở một số khu vực. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga không chỉ vô hiệu hóa tên lửa mà cả máy bay không người lái UAV, loại vũ khí mà Ukraine ngày càng phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa sắc lệnh được ông Putin ký vào ngày 23 tháng 5 là biện pháp đáp trả của Nga trước việc bị phương Tây phong tỏa và tịch thu tài sản. Trong nhiều tuần qua, các nước G7 đã thảo luận việc sử dụng khoảng 300 tỷ tài sản của Nga, bao gồm tiền và trái phiếu chính phủ bị đóng băng sau khi nổ ra chiến sự Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Các quan chức và nhà kinh tế tiết lộ với hãng tin Reuters rằng khả năng trả đũa của Nga đã bị suy giảm do đầu tư nước ngoài đang xuống thấp. Thay vào đó, Moscow có thể nhắm vào tiền mặt của các nhà đầu tư tư nhân. Sau lệnh mới nhất, được ông Putin tuyên bố rằng một thực thể của Nga có thể yêu cầu tòa án Nga xác định xem tài sản của họ có bị tịch thu một cách vô lý hay không và yêu cầu bồi thường. Sau đó, tòa án sẽ ra lệnh chuyển khoản bồi thường dưới dạng tài sản của Mỹ hoặc tài sản ở Nga từ danh sách do Ủy ban Chính phủ Nga về bán tài sản nước ngoài lập ra. Sau lệnh liệt kê những tài sản thuộc sở hữu của Mỹ có thể bị tịch thu gồm chứng khoán, cổ phần trong các công ty Nga, bất động sản, động sản và quyền tài sản. Tháng trước, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev thừa nhận rằng lượng tài sản của Mỹ mà Nga đang nắm giữ không đáng kể và bất kỳ phản ứng nào Nga đưa ra sẽ không cần xứng ông cho rằng cần tập trung vào tài sản của các cá nhân. Tài sản của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả cá nhân và các quỹ đầu tư lớn của Mỹ, được giữ trong các tài khoản loại C, đặc biệt mà Nga đưa ra ngay sau khi xảy ra chiến sự với Ukraine và Moscow chịu một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Tiền trong các tài khoản đó không thể được chuyển ra khỏi Nga mà không có sự cho phép của chính phủ nước này. Trước đó, Washington đã thông qua luật cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng cho Ukraine. Moscow chỉ trích việc này là bất hợp pháp. Lãnh đạo vùng Chechnya Ramzan Kadyrov vào ngày 23 tháng 5 nói rằng ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin và đề nghị cử thêm binh sĩ đến Ukraine. Ông Kadyrov đã đăng một bức ảnh chụp chung với ông Putin và cho biết ông đã thảo luận về các vấn đề cũng như triển vọng kinh tế của khu vực và mời Tổng thống Nga đến thăm. Ông cho biết hàng chục nghìn binh sĩ được huấn luyện và trang bị tốt từ lực lượng dự bị đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở Ukraine nếu Moscow phát đi mệnh lệnh. Ông Kadyrov nói rằng tổng cộng có 43.500 binh sĩ Chechnya đã phục vụ ở Ukraine, trong đó có 18.000 quân tình nguyện tôi cũng truyền đạt mong muốn của người dân và mời lãnh đạo quốc gia của chúng tôi đến thăm Cộng hòa Chechnya ông cho biết Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người hồi giáo mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị ông Kadyrov 47 tuổi là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine Tháng 9 năm 2022, ông Kadyrov thông báo Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Omon Ama 1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng này gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện trang bị đầy đủ. Đặc nhiệm Chechnya đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân ông Kadyrov cũng đã nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Kadyrov đã phải nhận một số lệnh trừng phạt từ phương Tây vì ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng biên tập sách kỷ lục Nga là Stanislav Konenko vào ngày 5 tháng 10 năm 2022 công bố, nhà lãnh đạo Chania Kadyrov đã được ghi nhận là người chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới. Ngoài ra, ông Kadyrov cũng đạt kỷ lục về số lượng lệnh cấm vận cao nhất thế giới được áp dụng đối với một người, người thân và những đối tác. Theo Bulgarian Military, những hình ảnh vệ tinh gần đây về căn cứ không quân Olenza của Nga ở vùng Murmansk, một vùng nằm trong vòng Bắc Cực, đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông. Tính đến ngày 20 tháng 5, các hình ảnh cho thấy sự hiện diện của 12 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 13 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, một máy bay Tu-160 và hai máy bay vận tải quân sự AN-12. Sự xuất hiện của những chiếc máy bay này đang gây được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên gia quân sự căn cứ không quân Olenja là một địa điểm then chốt của không quân Nga, đặc biệt là trong các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Dựa trên những đánh giá từ Bộ Quốc phòng Anh và Tổng cục Tình báo Nga, ước tính có khoảng 40 máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-22M3 đang hoạt động trong các đơn vị hàng không chiến lược của Nga. Điều này có nghĩa là hiện tại, căn cứ không quân Olenja đang là nơi chứa khoảng 1 phần 3 số máy bay ném bom sẵn sàng chiến đấu của quốc gia này. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, Sân bay Mostyok thuộc Bắc Osetia, một trong những căn cứ quan trọng của không quân nga, nơi các cánh của những chiếc máy bay ném bom chiến lược để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Hiện chỉ còn 6 chiếc Tu-22M3. Điều này thực sự làm nổi bật tầm quan trọng của Orenja với tư cách là một căn cứ không quân tầm xa của nga. Viện nga bố trí một phần ba phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 sẵn sàng chiến đấu ở một địa điểm xa như vậy được cho là động thái chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Một số chuyên gia phân tích cũng nhấn mạnh thêm rằng, đây cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ những chiếc máy bay có giá trị nhất của Nga trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa đến từ lực lượng phòng vệ Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng lưu ý thêm về sự xuất hiện của những chiếc máy bay vận tải quân sự An-12. Chiếc máy bay vận tải khổng lồ này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển những quả tên lửa hành trình đến sân bay Olenja. Những quả tên lửa này sẽ được trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược khi chúng nhận được nhiệm vụ mới. Mặc dù nằm ở vị trí xa xôi, nhưng căn cứ không quân Olenja ở Murmansk không nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu lên tới 3.300 km. Đầu tháng tư vừa qua, một loại vũ khí mới đã được bổ sung vào kho vũ khí của quân đội Ukraine. Nguồn tin từ trang bản đồ chiến đấu Ukraine UBM báo cáo về Sokol 300, một máy bay không người lái tầm xa mới được phát triển và chế tạo ở Ukraine. Máy bay không người lái này được UBM lưu ý rằng nó có thiết kế tương tự Bayraktar và được xem là một sự bổ sung đáng kể cho khả năng phòng thủ của họ. Sokol 300 có chiều dài 8,5m và sải cánh dài tới 14m. Chiếc UAV này có khả năng mang tải trọng nặng tới 300kg. Theo một đồ họa thông tin được UBM chia sẻ trên Twitter chiếc máy bay không người lái này có thể bay lên độ cao hơn 9 km và có tầm bắn lên tới là 3.300 km. Tuy nhiên, UBM khẳng định rằng độ cao bay tối đa của Sokol 300 trên thực tế có thể lên tới 12 km. Tầm hoạt động 3.300 km của Sokol 300 thực sự rất đáng chú ý. Nếu Sokol 300 xuất phát từ biên giới Ukraine, phạm vi hoạt động của nó có thể bao phủ ít nhất 80 căn cứ không quân nằm sâu trong vòng bắc cực của Nga ở Murmansk các kỹ sư từ cục thiết kế Lun đã chế tạo máy bay không người lái tấn công Sukhoi 300 với nhiều tính năng đặc biệt. Nó có khả năng sử dụng được nhiều loại động cơ khác nhau, bao gồm MS 500 05 CCE và AI 450T2 của Ukraine, cũng như Rotat 914 của Áo. Trong lượng cất cánh của máy bay không người lái thay đổi tùy thuộc vào động cơ được lắp đặt. Sokol 300 được trang bị hệ thống điều khiển có khối quán tính và con quay hồi chuyển bằng laser, được phát triển bởi công ty công cụ Arsenal Máy bay không người lái công nghệ cao này được trang bị tên lửa RK-10, P-2M và RK-2P, có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 10 km. Ngoài ra, Sokol 300 có thể được trang bị radar khẩu độ tổng hợp và trạm radar nhỏ gọn. Khi quét mặt đất từ độ cao 5 km, radar có độ chính xác 30 x 30 cm. Đôi mắt của máy bay không người lái Sokol 300 được tạo thành bởi trạm quang điện tử từ Barrier B ATGM. Đáng chú ý, loại động cơ được lắp đặt không chỉ ảnh hưởng đến trọng lượng cất cánh mà còn cả tầm bay. Với động cơ AI450T2 của Ukraine, máy bay không người lái Sokol 300 có thể bay được tới 1.300 km, trong khi động cơ Rotat 914 có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên tới 3.300 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với The New York Times tiết lộ Nga đã tích lũy 10.000 tên lửa S-300, đây là lợi thế của họ việc sử dụng bom hàng ngày trong chiến đấu cũng là lợi thế rất lớn của họ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý, trên thế giới có nhiều loại vũ khí phù hợp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, tuy nhiên Ukraine lại không có đủ hệ thống này. Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, ông Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga, Ông nhấn mạnh để Nga không chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa với radar tiên tiến cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó. Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5m, đường kính khoảng 0,51m, nặng khoảng 1.500kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu. Tùy thuộc vào biến thể cũng như là sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không.